Bếp Cuba xin chào toàn thể quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Bếp Cuba xin chia sẻ với quý vị cách làm món gỏi tép đồng. Một món ăn rất hấp dẫn với vị ngọt từ tép đồng, vị thơm từ hoa chuối và một chút vị chua từ khế, mùi thơm từ hành phi tạo nên một món ăn rất thơm ngon. Sau đây xin mời quý vị cùng vào bếp để chuẩn bị làm món gỏi tép đồng, mời cả nhà thưởng thức nhé. Nguyên liệu gồm có: quý vị chuẩn bị khoảng 200g hoa chuối đã bào sẵn, một chút xíu đậu phộng, một ít ớt tươi, tỏi, hành tím, một chút xíu rau răm và húng quế, thêm một trái khế chua và một trái chanh. Tiếp theo quý vị chuẩn bị khoảng 200g tép đồng tươi. Tép đồng tươi quý vị rửa sạch để ráo. Quý vị cho một ít dầu vô chảo nóng, phi thơm một ít hành tím băm. Và quý vị cho hết phần tép vô mình xào. Quý vị xào sơ cho thơm và nêm vô tép 2 muỗng cà phê nước mắm, nửa muỗng cà phê đường và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Quý vị tiếp tục xào cho đến khi tép chín, thấm đều gia vị và có mùi thơm. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm chua ngọt để trộn gỏi. Quý vị đập dập 4 tép tỏi và 2 trái ớt tươi, băm nhuyễn. Quý vị dùng 2,5 muỗng súp đường và 2,5 muỗng súp nước mắm. Quý vị vắt vô một trái chanh lớn, khoảng 2 muỗng súp nước cốt chanh. Tiếp theo quý vị khuấy đều cho tan hết đường. Quý vị nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Và cuối cùng mình cho tỏi với ớt băm nhuyễn vô. Bây giờ mình sẽ trộn gỏi. Quý vị cho hết phần hoa chuối và khế chua vô trong một cái thố. Sau đó mình khuấy đều nước mắm đã pha sẵn lên và mình cho vô khoảng 4 muỗng súp nước mắm pha sẵn. Quý vị trộn đều cho thấm. Và mình cho hết phần tép đã xèo chín vô. Rau răm và húng quế mình đã rửa sạch để ráo, giờ mình cắt nhỏ, mình trộn chung vô. Cho luôn phần đậu phộng rang giã dập vô. Quý vị trộn đều lên cho thấm. Và quý vị ăn thử xem đã vừa khẩu vị chưa. Nếu mà còn nhạt thì cho thêm chút xíu nước mắm. Cuối cùng mình cho phần gỏi ra đĩa và cho một chút xíu hành phi thơm lên. Gỏi tép đồng vừa ăn, gia vị rất đậm đà, tép thì ngọt, hương vị tự nhiên, hoa chuối thơm ngon, thêm vị chua từ khế, mùi thơm từ hành phi và đậu phộng rang rất bùi, thêm mùi thơm từ rau răm và húng quế, cay nhẹ từ ớt tỏi, hấp dẫn quá quý vị ơi. Quý vị có thể ăn không hoặc dùng với cơm nóng đều rất ngon. Khi bào hoa chuối, quý vị nhớ ngâm hoa chuối trong nước lạnh có bỏ chút xíu muối và vắt vô trái chanh để hoa chuối giảm bớt độ chát cũng như là có màu sáng đẹp không bị thâm đen. Sau đó quý vị rửa thật sạch và để ráo rồi mình mới đem trộn gỏi. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Quý vị vui lòng đăng ký kênh YouTube Bếp Cuba để xem thêm nhiều video mới nữa nhé. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau nhé.